đâu? Bây giờ trước khi tụi mình nướng đồ ăn thì mình sẽ bỏ khoai lang vô các bạn, tại khoai lang rất là lâu chín đó. Thì mình sẽ bỏ vô ở vòng vòng mé cho nó dính, thì khoai lang mà chín là thì không. Có thể nói thì hiện tại có thể cảm thấy được cái nhiệt độ rất là nóng. Vô cùng nóng luôn á, có thể là 1000 kilo luôn rồi đó. Kilo Kilo joule hay kilo tôi đang nói với sai sai đơn vị vật lý, nhưng mà điều đó không quan trọng. Nhiệt độ bây giờ chắc là khá là cao, khoảng 7 đến 80 độ. Cái mặt tôi đã đổ mồ hôi luôn rồi. Đây là chúng tôi nêm cái xúc xích, mặc dù xúc xích là không phải là thực phẩm của tôi ưa thích, tuy nhiên cái xúc xích này rất là ngon. chúng ta sẽ nướng bánh mì vậy. Mì ăn không cho nướng cũng không có hợp Mình lý có không? thể không có, mình nướng lại cho nó ấm ấm Rau nè, cái này là cho tôi nó thích nhất sôi á, nè. Do mày mà lấy ra á? bỏ vô tạo gì vậy. Sao? Ngồi ra chúng ta còn có nước nước bếp à? Bếp thì mày đâu? Gia liền thân hạnh tài trợ chương trình này các bạn. Đó. Hôm nay là sếp tôi đi lần đầu tiên đi làm nha. Sếp tôi tặng một ly địa liền cao thì là cao nha, Đó. khoảng 100.000 đó. Bữa ăn cũng đơn giản nhưng vô cùng chất lượng, là cánh gà và xúc xích, rau với trà sữa omechi. Đây là chắc là bị ốc chắc luôn, mà sao mua mùi khét vậy ta? Mùi khét gì vậy? Mùi gì khác? Mùi Chưa nướng mà khác gì? mùi than á. Chắc hồi nãy tụi tôi đốt giấy, không phải đốt giấy mà là khối cái dầu á, cái dầu kia này nó chảy ra với nhựa, nó bị hơi bị mùi tí. Tí nữa tôi sẽ review cho các bạn coi. Món này là tuyệt đỉnh công phu luôn. Bây giờ không thấy đâu, phải phía bên này mới thấy. Đứng lên. Đứng lên cũng không thấy là sao ta? Phong giơ tay ra Phong. Đâu cái lò lửa đó ta? Đây chắc là các bạn thấy đó. Mình ở góc này sẽ không thấy. Nhưng mà khi mình đi gần gần tối, cái góc này mình sẽ mắt sáng. Góc này thì còn hơi sáng sáng. Càng thì càng sáng. Vậy đó. Rồi tưởng đi quay cho các bạn coi. Một vòng bữa ăn tối. Đây là sân thượng nha. Sân thượng thì ở dưới đó. Đây là hẻm 157/8. Thôi, xung quanh đây cũng đâu có gì đâu. Có cái bàn. Đỡ cái bên bàn. Cái này hốt rác. Chén. Má ơi. Hốt một cái là xong luôn. Đó, bây giờ chuẩn bị tăng hưởng thế chưa? Má ngon. Từng bếp lửa không? Không biết có nào chín vô để tôi ăn review cho các bạn. Tôi đợi chín rồi. Sống sống review lại không hay. Thấy không? Từng cực kỳ ướp á. 3 phút trôi qua nữa. Khoảnh khắc rất là đáng giá. Sau khi ăn xong thì xuống nghỉ ngơi, tắm rửa, có phim, giải trí. Nói chung hôm nay là ngày giải trí đó các bạn. Thứ hai là ngày giải trí đó, chứ không phải là ngày đầu tuần đâu các bạn. Khói bây giờ mắt nó khóc. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở phần review nha. Tí tôi sẽ review.